thành viên cũng như Lèo Lo thay mặt ban tổ chức sự kiện gia đình xin phép trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Hoàng Phúc sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Hường. Ngọc Hường Hoàng Phúc chính thức được bắt đầu. Mi hùa chờ ai nong khắm nơ bên tụ bờ hướn ai nong. Vâng ông ơi chỉ cam liều mơ vẫn vâng.
là những phương án ngủ nữa thôi. Kết đồng hồ của ban tổ chức đã sẵn sàng điểm vào giây phút thần tiên rồi. Giờ vàng giờ cũng sắp tới rồi. Một lần nữa cho ban tổ chức rất là trân trọng kính mời quý nhân. Chúng ta mời khách sạn được mời khách lần 19 chúng ta cùng vào đây cùng người. Thì chúng ta cùng được gặp chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương lễ ra mắt của đội bạn trẻ sắp chính thức được diễn ra ngay bây giờ rồi. Và giờ phút này chúng ta nên nhìn thấy rằng sự hiện diện của rất nhiều tận tỷ quan khách quý chúng ta có năm bên ngoài giàu hạnh phúc của gia đình. Cùng khẩn trương cùng nhau hoàn thiện thủ tục cần thiết của mình cùng rồi bước vào trường cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Vâng, chúc mọi còn rất là nhiều để chúng ta cùng được vui mừng chúc mừng được chứng kiến đến ra mắt của đội bạn trẻ sắp chính thức được diễn ra rồi. Xin trân trọng kính mời và kính mời toàn thể quý vị. Rồi kính thưa quý vị khách quý thân mến, và như vậy sau một thời gian mong chờ đợi thì giờ phút này đây, giờ vàng giờ ngọc cũng đã tới, kim đồng hồ cũng đã điểm vào giây phút thần tiên. Và lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Hoàng Phúc và Ngọc Hưởng cũng xin phép chính thức được bắt đầu. Giờ vàng sẽ được vui mừng đồng nhiệt chào đón tới toàn thể quý vị khách quý cụ, quý ông, quý bà, họ hàng các bác gần xa, bà con đối xóm, bạn bè thân thiết của chú rể và cô dâu đang cùng có mặt tại khán phòng cưới của gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi, MC Lèo Lo, MC Thanh Viêng sẽ thay lời trai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến tất cả chúng ta. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị hội hôn thân mến, hôn nhân là lời cam kết cao nhất trong các cuộc đời của tình yêu. Khi ta nhận ra rằng ta muốn trao gửi những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất cho một nửa trái tim còn lại, đến lúc chúng ta nên sánh vai cùng nhau trên lễ đường của hạnh phúc vĩnh cửu hoa. Và ngày hôm nay là ngày thật đẹp, tháng thật lành, đứng bên họ nhà trai ông Lường Văn Cường và bà Lường Thị Xuộm tổ chức buổi lễ cho hai trẻ của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong giây phút trang trọng đầy ý nghĩa này đây, Thanh Viêng cũng như Lèo Lo sẽ không cho quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng ánh mắt của mình về phía cổng hoa và nổ lên tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật dài để chào đón chú rể Hoàng Phúc và cô dâu Ngọc Hưởng. Xin mời hai em hãy nổ nụ cười thật tươi tắn, nắm tay nhau bước lên đế đài để ra mắt diễn kiến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Xin chào quý vị khán giả lên sân khấu đi các vị ơi. Vỗ tay thật lớn để chào đón đôi vợ chồng trẻ ra trong buổi trưa ngày hôm nay. Với các toàn thể quý vị và đúng rằng là mùa xuân mùa của tình yêu, mùa xuân mùa của mọi điều ước mơ trách nhiệm là một phần có niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngày vui, ngày phúc trọng đại của cô dâu và chú rể của chúng ta đây sẽ được thực sự trọn vẹn và có ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến và dìu dắt của các đấng sinh thành. Tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bước lên sân khấu đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện gia đình nhà trai, xin trân trọng kính mời bố là Lường Văn Cường, mẹ là Lường Thị Xuộm. Và xin trở lên nụ cười hạnh phúc nhất tiến bước lên sân khấu tình yêu, được ra mắt tới toàn thể hội hôn chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Và tiếp tục tham gia với hội nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, thành viên trân trọng kính mời và giới thiệu. Xin mời ông Lường Văn Nhưới và bà Lường Thị Tranh đã thân sinh phụ mẫu của cô dâu Ngọc Hưởng. Xin mời hai bác cùng nhau bước lên sân khấu để ra mắt diễn kiến toàn thể diễn hôn. Xin trọng kính mời. Và một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể hội hôn chúng ta hãy cùng nhau nổ vang lên đến tràng với tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình thông gia chúng tôi ngày hôm nay. Các vị ơi, vỗ tay thật lớn để chào đón đi ạ. Xin được cảm ơn các vị khách quý rất nhiều. Xin mời các bác đại diện cho gia đình nhà trai sẽ đến bên cạnh nhà chú rể người con yêu quý của mình. Các bác đại diện cho gia đình nhà gái sẽ đến bên cạnh cô dâu người con yêu quý của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Trong giây phút nhà gái mừng vui đón rể thảo, nhà trai hớn hở đón giao hiền, anh về làm rể, anh về làm dâu, người ta sẽ đến nhịp cầu tường này. Giờ đây mọi nhân vật quan trọng của chúng ta đã có mặt đời đầu trên đế này rồi đúng không ạ? Xin mời các toàn thể quý vị khách quý thân mến và đang được hiện diện trên sân khấu lễ đài tình yêu lúc này đây. Đó chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, nhà gái thì hân hoan mừng rể thảo, nhà trai thì hớn hở đón giao hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh ấy làm rể, em về làm dâu, hai ta xây lắp nhịp cầu tương lai. Hôm nay thì chúc mọc chúc may, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải gia tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và trong những giây phút trang trọng thật sự có nghĩa này, một lần nữa chúng tôi xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý vị đại diện hai bên gia đình. Về phía đại diện gia đình nhà trai, đứng bên cạnh chú rể phong độ đẹp trai của chúng ta có sự hiện diện của bố là Lường Văn Cường, mẹ là Lường Thị Xuộm. Xin phép được mời anh chị bước lên và chúc mừng bước lên đến cuối chào ra mắt toàn thể duyên hôn chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Một tràng rất thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và bên phía chủ hôn họ nhà gái, xin mời ông Lường Văn Nhơi và bà Lường Thị Lưu là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Ngọc Hưởng. Xin phép bước lên phía trước để cúi chào xin hôn. Huy một tràng tay thật lớn để chúc mừng.
Vâng, và trong giây phút hân hoan, chúng tôi rất là vui mừng, hạnh phúc giới thiệu đến toàn thể quý vị hai gương mặt xinh đẹp nhất, dạng người hạnh phúc nhất năm 2023. Chú rể Hoàng Phúc, cô dâu Ngọc Hưởng cũng xin phép được bước lên để được cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn chúng ta. Xin trân trọng kính mời ạ. Một chào của tôi thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quan khách khách quý thân mến, người ta thường nói rằng yêu nhau thì chẳng quản xa gần, mà cầu không tay vịn thì cũng lần mà sang. Yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mà mới sông các cũng lội mấy ngàn đèo ta cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, mà đã vàng cương quyết thì phòng bà cũng liều. Yêu và được yêu là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã tặng cho chúng ta. Sau nhiều thời gian quen biết và tìm hiểu, chú rể Hoàng Phúc và cô dâu Ngọc Hưởng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Và đám cưới hôm nay đã được chứng minh cho tình yêu đó của hai họ đâu không ạ? Tình yêu của hai em trải qua bao nhiêu độ trăng tròn, trải qua bao nhiêu năm đợi tháng chờ, đến ngày hôm nay đây, tình yêu của hai em đã được đong đầy, được năm đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đạo làm vợ và làm chồng, đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên. Thành viên cũng như Lèo Lo, thay mặt ban tổ chức sự kiện gia đình, xin phép trịnh trọng tuyên bố lại lễ thành hôn của chú rể Hoàng Phúc, sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Hưởng. Ngọc Hưởng, Hoàng Phúc chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo thật to thật lớn để chúc mừng nhau quý vị ơi. Cả gia đình ta cùng đợi lên được khởi sự như thế nào? Vỗ tay thật đều nào quý vị. Ấy của tôi mới é đấy hả em ơi? Vâng, xin cảm ơn những tràng pháo tay toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, chúng ta toàn thể quý vị ở hôn thân mến, qua sông thì phải có bến có đò, làm cha làm mẹ cũng có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, gia đình hai họ chúng ta cũng chắc chắn sẽ có đôi điều xin thừa đâu không ạ? Dạ vâng, chúng ta toàn thể quý vị đã mời đến quả giống thằng già lấy vợ lấy chồng thì không chỉ riêng vợ riêng chồng, còn cha còn mẹ còn ông còn bà còn hàng đường ngoại gần xa còn anh còn chị trong nhà với nhau. Và để thể hiện tình cảm lòng chân thành của toàn thể đại gia đình hạnh phúc của tôi được với toàn thể quý vị khách ngay giây phút này, tôi sẽ trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà trai ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Với các toàn thể quý vị khách quý thân mến, nhà trai của chúng tôi thì cảm xúc thì có rất là nhiều nhưng cũng khó có thể nói đến hết được bằng lời. Tôi sẽ đề nghị của gia đình và ngay sau đây tôi có xin phép được thay lời trai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể xin có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị bằng một vài câu bằng tiếng Thái nhé quý vị nha. Người Thái con xin phép được phát biểu bằng tiếng Thái thôi ạ. Sắp phép vào số này số em số bảy bên đồng chung phủ đầy quân huy trên kết phần kết sửa cái đấy số bò số mẹ nào sẽ bắn phủ bắn xa hôm qua còn xỉn ngọ mi mi đồ biển phủ trai còn phủ biển khởi harmony bắn là tại em nay hôm qua còn xỉn ngọ mi mi đồ biển phủ nhinh còn phủ biển bảy harmony xong đúng quá cho nhớ lòng phục lại à nhớ lòng là già nay đứa bà mà lòng nào để ý lại hơn nhớ lòng trước em sửa lại hỏng của bà mới khi họ chơi thì còn xếp bát cởi phì phà mà nhớ chẳng sao chẳng diệt biển sáo chẳng sao biển báo chẳng sáo qua biển đại bản tản chu ấn đại mương hai bài hết sườn kiểu cốt lời khẩu mốc xong đúng quá cho một bài bài bò chất đại mà men kén quan cẩn thế này biển chủ phá sửa nâng phăng chất đại biển chủ phá cẩn nâng lửa đại có tản biển chủ đồ là hốc kết biển đồi khách đại quan chủ đồ là hốc chẳng cướp số ảo đại quan báo quan sào chẳng cướp số em hà ải phong men phong cái đại nhất môn sồn chờ xong đúng quá cho cần phải số chính quyết quần phòng sau chỉ đăng ký kết hôn ủy ban dân mương chẳng nhằm dấu bốt lành công nhận ở biển pha uốn phành biển miết bay ngón trò ăn thảo cơ ba mới khai mở chân đi mới đi sóng phái phú gia tả nay ở trong hàng để mới đi bếp chăn mưa sàn bếp chép bị chất bẩn mà tổ chức bằng cưới bà đào hoa sang lùm mới đi chắc cả mỗi hào đại đã ép vào mềm bình đồng cho phủ lại côn hao phần ca cờ bách những thầy năm nữa xử lý mất tận tầm hòm môn mất cho phúc cho bổn đồ làn hao một điều đất thằng rào đầu khai mở chân đi xem khỏi gọi sóng lùm món à khai tạm vào mềm cho phủ lại côn bao quan lời hơn xưa tả nàng ở sóng trước ăn tặng nào phố mới nay mới đi sau mấy quan sóng chúc sức khỏe hào đại lại ép vào mềm bình đồng cho phủ lại côn hao ở bẩn đi pì mở và gặp vào nhà khách nào hào ăn xiềng sờ thảo kém mặn dân bày xe máy nhát chuông xài lùm nhát hồng phụ bê ca đẩy tướng màn phòng phụ dân đồng rú na mê bà tù màu phụ phụ bốc phụ có hà mất nối to khòn bùng phụ phụ bốc phụ hà mất nối to cầm bẩn phụ mất hầu hà mất nối bó hàm phụ mất hàm phụ hiến cả phường đất bò mè đất vì sổ số hà mất chúng vé sóng tỉa đất số bài dưới em đã hào ăn xiềng sờ mến đó. Vâng, một lần nữa thành viên cùng nhau lo lẫn lời cho gia đình cùng lời cô dâu chú rể xin gửi lời cảm ơn và cảm ơn rất nhiều đến toàn thể quý vị đã không còn ngại đường xa xa xôi mất chút thời gian và ngọc cái bóng của mình đến chúc vui trong tiệc tân hôn của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc toàn thể quý vị chúng ta có thật nhiều sức khỏe, sự tiệc của trường này thật vui tươi và thật ngoan miệng. Một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và cùng trở lại với câu chuyện tình yêu của bạn trẻ thì phải nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp,
đã trải qua biết bao nhiêu năm đợi tháng chờ và niềm vui hạnh phúc bây giờ đã đây. Anh em nội ngoại đông tây cùng ba bề bạn về đây để chúc mừng. Đã yêu nhau thì kể cả nhà lá nhà tre, không phân biệt quần lính áo thê sang giàu, yêu nhau nghiêng đón đội đầu sẽ đầy hạnh phúc bên nhau suốt đời. Và ngay giây phút này đây, xin mời toàn thể hồi hôn chúng ta hãy cùng nhau hãy nhìn của mình về với sân khấu tình yêu để chúng ta cùng được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương, những cung bậc tình yêu hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Với quý thưa quý vị, và trong ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể thì các bậc làm cha làm mẹ, những người anh, người chị, người cô, người chú, người bác cũng sẽ có những phần quà giá trị ý nghĩa nhất dành tặng trai con trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên chúng tôi sẽ đặt trân trọng kính mời gia đình chú Thát Long. Xin trân trọng kính mời gia đình chú Thát Long sẽ cùng khẩn trương khởi thân bước lên sân khấu tình yêu để cùng gửi gắm phần quà giá trị ý nghĩa nhất của mình cho hai cháu trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời gia đình chú Thát Long bước lên sân khấu để trao những món quà về vật chất để trao tặng cho hai con cùng hai cháu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và sau món quà của gia đình chú Thát Long, đó là món quà của đến từ gia đình cậu Sông Khuyến nữa đấy ạ. Trân trọng kính mời các chú, các cậu, các cô, các bác của chúng ta bước lên sân khấu để trao món quà thân thương của mình cho hai con cháu của mình ạ. Trân trọng kính mời. Bởi vì chúng ta tránh tình trạng sân khấu của chúng ta kéo dài nè, trân trọng kính mời. Và sau món quà của gia đình cậu Mai Huyền, đó là món quà của gia đình cậu Sum Bông nữa đó các bạn. Vâng, toàn thể quý vị chúng ta được chứng kiến món quà của gia đình chú Thát Long, gia đình cậu Sâm Khuyến, gia đình cậu Mai Huyền, gia đình cậu Sum Bông. Vâng, xin là trân trọng kính mời. Và món quà ý nghĩa tiếp theo nữa về vật chất, đó là món quà của gia đình cậu Phúc nữa đó các bạn. Xin mời gia đình cậu Phúc bước lên sân khấu để trao món quà thân thương của mình ạ. Trân trọng kính mời. Cho kính mời món quà gia đình chú Thát Long, món quà gia đình cậu Sâm Quyến, gia đình cậu Mai Hiền, món quà gia đình cậu Sùm Bông và món quà của gia đình cậu Phúc nữa đó các bạn. Nếu các bạn thấy quý vị khách quý thân mến, chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương, những phút giây ngọt ngào hạnh phúc đang được diễn ra, đang được gửi trao trên sân khấu tình yêu của gia đình nhà trai trong ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Và chúng tôi thì không mong muốn gì hơn, xin mời toàn thể hôn chúng ta hãy cùng nổ vang đến tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay, cho đại gia đình hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. Quý vị ơi, vỗ tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều. Và các con lạc thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn, cảm tạ những tình cảm yêu quý vô bờ bến của các cô, các chú, các bác, các anh, các chị rất nhiều dành trai con cho ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng con xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, một món quà ý nghĩa thân thương to lớn hơn nữa, đó là món quà đến từ người bố, người mẹ thân sinh ra chú rể Hoàng Phúc của chúng ta đúng không ạ? Vâng, xin mời mẹ bước lên phía trước để trao món quà thân thương của mình cho hai con yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay trước khi đi xây dựng đời sống mới. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, nhà Phật thì có đã có câu nói rằng nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, thần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và quả đúng rằng là quà này mẹ để trong nhà để khi con cưới làm quà tặng con, món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng đã để hai đứa nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn lớn thành tài mẹ vui. Và quý vị ơi, gia đình của chúng tôi thì tặng bạc tặng vàng, còn các vị tặng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng gia đình hạnh phúc của tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Xin cảm ơn các vị khách quý rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị hoàn thân mến. Trời đất tươi bởi hái hoa, bước xuống vườn cà thì hải độ tầm xuân. Độ tầm xuân thì tỏ ra xanh biếc, đôi chúng mình tròn kết bên nhau. Phúc bể quốc đất trồng rau cho hưởng vun sấy vườn rau mình trồng. Đồng lòng thì tát cạn biển đông, tình chồng nghĩa vợ như sông Hoàng Hà. Đắp xây chung một mái nhà, tình ta tròn kết mặn mà từ đời hoa. Vâng, để gắn kết tình yêu của hai em thật là đẹp trước sự chứng kiến ông đồ toàn thể quý vị. Ngay sau đây xin mời hai em hãy nụ nụ cười tươi tắn, nắm tay nhau bước tới tháp điều tình yêu, khui ra những giọt rượu hồng. Mời đến bậc thành kính cùng nhau mời toàn thể quý vị quan khách của bạn trong buổi chiều hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời em hãy nở lên nụ cười xinh tươi nhất ạ, cùng trở về với nơi tháp rượu của tình yêu. Xin mời chú rể bằng sức mạnh tình yêu của mình, bằng bàn tay khéo léo của mình, hãy bật lên với chai champagne đầu tiên. Xin là trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu của bạn trẻ thì được ví như những dòng suối, được ví như những con thuyền tình để cho các bạn trẻ trèo lái về mái ấm gia đình của tình thương, về nơi đáp đài của tình ái. Và giờ phút ở đây, đôi bạn trẻ của chúng ta họ đang nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, đang cùng trở về đồng hành với đài tham diệu của tình yêu. Vâng, xin mời chú rể lắc thật mạnh thay nhiều tình yêu đi ạ. Hãy lắc thật mạnh ạ, thật tuyệt vời ạ. Hãy bật nắp chai champagne lên em ơi, bật nắp lên đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hạnh phúc của chúng ta với tình yêu sức mạnh của mình, hãy bật lên nắp chai champagne đầu tiên đi nào. Vâng, cái gì đó đầu tiên cũng khó như vậy thôi quý vị nhỉ.
thành viên cũng được trải qua những giây phút này. Lúc đầu thì cái gì nó cũng khó đúng không ạ? Vâng ạ, mạnh tay đấy nào. Chú rể Hoàng Phúc chúng ta run quá. 1, 2, 3 bắt đầu nào. Lắc một lần nữa thật mạnh đi nào. Một trong các thân lớn của quý vị để cùng cổ vũ tinh thần cho chú rể ta ngày hôm nay nào quý vị. Vâng, tuyệt vời. Vâng, tiếng đầu của tiếng sâm banh đã vang lên báo hiệu cho một chị bé bay về đặt tổ, báo hiệu cho tình yêu của bạn trẻ được chấp cánh những ước mơ. Xin mời em hãy nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, tay trong tay rất tràn thân đi diều tình yêu và hạnh phúc của hai em. Và như vậy thân đi diều được cô dâu và chú rể của chúng ta rót ra với những giọt siêu hồng đang tuôn chảy trong màn sương lung linh trắng buốt và huyền ảo. Xin nổ những tràng với thân lớn của quý vị để cùng chúc mừng tình yêu viên mãn của cô dâu chú rể ta ngày hôm nay. Quý vị ơi, vỗ tay thân lớn nha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Sự hợp kết nghĩa phù thề tình trao đồng thắm duyên về với nhau, cùng nhau bước tới mai sau, thủy chung chúc thủy sắc màu tình yêu. Rượu là sự biểu hiện cho sự nồng cháy, là khát vọng của con tim đúng không ạ? Vâng, hoàn tất chai sâm banh đầu tiên rồi, ngay sau đây xin mời chú rể với bàn tay khéo léo sức mạnh tình yêu của mình hãy bật lên chai sâm banh thứ hai, trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim, và màu hồng đó sẽ chảy mái của trong cuộc sống ấm no hạnh phúc của hai em. Tình yêu của bạn trẻ thì được ví như những dòng suối thật ngọt ngào, cứ miền bài chảy mái rồi cuối cùng cũng vươn ra biển lớn, nơi con thuyền tình đang đắm đọng để cho các bạn trẻ trở lại về mái ấm gia đình của tình thương, về nơi lâu đài của tình ái. Và kể từ giờ phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta họ sẽ có được về chung sống một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, sẽ có đấm chặt tay nhau để vượt qua những phong ba của cuộc sống, những bão sông của cuộc đời, thì hạnh phúc sẽ là vĩnh viễn, tình yêu sẽ là mãi mãi luôn bền chặt trong con tim của cô dâu và chú rể. Tiếp tục các chàng thân đi diệu tình yêu và hạnh phúc của hai em nha. Và phần nửa rượu còn lại thì xin mời hai em chúc mừng được rót ra với những chiếc chén ở phía dưới được quý dâng lên các bậc cha mẹ đấng sinh thành giáo dục của mình. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng, còn nửa chai sâm banh còn lại xin mời hai em hãy tay trong tay rót vào những chiếc ly ở phía dưới của ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn. Chiếc bình long hạt sơn, chú rể Hoàng Phúc các con cỏ chúng ba té ngoan té sơn. Hát lại cả điều hát cho coi bản năm dệt sòng lốc đầy nơ, bốc năm dệt sòng mường, năm tiền mường côn tăng phường tăng mương bán cả. Là khám lùa chủ chắc khám mà khoản mã lan ngà bà hót chắc hốp ủm ở phường phà ở mấy dệt nghe kín té nát đồng là đồng xài sưởng ấy nọ. Hát lại cả điều hát coi bản về năm hở mất những bình long năm rút lòng rú na với mi chưa là hành. Hót cho coi tạch bà phé mắt bè lại bưng bà biển bưng đến lại má lửa hót cho mày dệt vừa tàng vừa phát khéo thế nó là lòng xài sưởng ơi men bóng bờ men pinong ơi bà mẹ đã tốt bước sưởng nhã ở phố mấy đó mấy bờ men pinong ơi. Dạ vâng, các thầy quý vị, với đạo đức của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để thiện lòng thành kính, lòng kính trọng biết ơn của hai con đối với các bậc cha mẹ của mình. Ngay sau đây xin mời chủ rể xin kính dân hai đi rượu để kính bố mẹ vợ của mình, và xin mời cô dâu kính những hai đi rượu để kính bố mẹ chồng của mình để cho đẹp lòng đôi ta. Xin trân trọng kính mời. Và hai đi rượu còn lại thì xin mời hai em hãy cầm lấy và trở về vị trí của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa thầy quý vị, như nhà Phật đã nói, cha là núi, mẹ là sông, các con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành đúng không ạ? Nên tôi lòng thành kính biết ơn đến bậc làm cha là mẹ. Hai em cầm hai ly rượu mời đến bậc thành kính của mình rồi đúng không ạ? Và hai ly còn lại hai em cần lấy và trở về chính giữa sân khấu tình yêu của hai em. Và trước tiên xin mời hai em một lần nữa hãy bước lên phía trước, quay mặt vào nhau, hướng ánh mắt yêu thương vào nhau, làm nghi thức nhấp rượu ra bôi chứng trước sự chứng kiến đông đủ toàn thể quý vị cũng như các bạn của mình đúng không ạ? Vâng, xin mời em hãy nở lên nụ cười xinh tươi nhất, ngoắc cánh tay yêu thương của mình thực hiện nghi thức nhấp rượu ra bôi, hãy ngoắc cánh tay yêu thương của mình nha. Và toàn thể hội trường chúng ta cùng hướng mắt về với cô dâu và chú rể, xin đổ những tràng rất thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Vâng, xin mời ạ, hãy cùng cầu chúc cho đôi bạn trẻ tuyệt vời là sẽ được sống bên nhau trăm năm hạnh phúc, cho dù sông có cạn núi có mòn, tình yêu của hai em muôn đời không bao giờ thay đổi nha. Xin mời gia đình chúng ta cùng tiến bước lên, cùng cọc ly với cô dâu và chú rể đi ạ, cùng đứng thành hình chữ V để cho nhà quay camera chúng ta ghi lại hình ảnh đẹp nhất sắc nét ngày hôm nay ạ. Hai bên gia đình cùng bước lên nè, cùng xung vầy chén lại với nhau được. Vâng, xin trân trọng quý vị ạ, cùng xung vầy chén lại với nhau nè. Vâng, xin chúc mừng gia đình của chúng ta kể từ ngày hôm nay đã có dâu hiền và dì thảo. Xin chúc mừng hai em kể từ ngày hôm nay hai em đã chính thức nên vợ thành chồng, ngày càng thắm thiết sán suýt xuyên xuyên với nhau, thừa gối cúi đầu đẹp khuya chúc bóng trăng tròn sánh vai. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì sum họp chúc mai, thì trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm, chúng ta đến đây đều chúc một mục đích, đó là uống ly rượu nghĩa rượu tình chúc mừng cho gia đình chúng ta đã có dâu hiền và dì thảo đúng không ạ? Xin mời toàn thể quý vị duyên hôn chúng ta hãy rót vào ly rượu của mình thật đầy. Và chúng ta cùng dô 1, 2 và dô chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ nào quý vị ơi. Thanh viên cũng như lèo lo sẽ làm cầu nối cho toàn thể quý vị nha quý vị nhá.
Vâng, xin mời toàn thể quý vị là cùng chuẩn bị cho mình một chén rượu thật đầy để cùng chung vui với đại gia đình hạnh phúc tôi trên sân khấu tình yêu này quý vị ơi. Hãy dắt tôi đầy chén rượu của mình nào và chúng tôi xin phép được làm phiền quý vị một chút được không quý vị ơi, để cùng chung vui chúc phúc cho bạn trẻ ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau uống một chén rượu mừng và cùng nhau khởi thân đứng dậy được không quý vị ơi. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ạ, cùng khởi thân đứng dậy, cùng nở lên nụ cười hạnh phúc nhất. Hãy dắt tất cả chén rượu của mình lên được không quý vị ơi. Quý vị ơi được chưa? Chuẩn bị nhá. Quý vị ơi. Hơi bấn bẻ quá. Chuẩn bị nhá. Quý vị ơi. Cả nhà mình ơi. 2 3 sâu. 2 3 2 3 chúc mừng hạnh phúc luôn. Vâng, xin mời thầy quý vị uống cạn ly rượu của mình. Xin được cùng nhau chúng thể uống cạn ly rượu hạnh phúc ngọt ngào của mình ạ. Vâng, hào hán với đất phò. Chúc chúc hai bên gia đình thông gia kể từ nay về sau đã có sao hiện thể thao. Chúc hai bên gia đình thông gia kể từ nay về sau ngày càng gắn bó và mật thiết hơn. Xin chúc cho cô dâu và chú rể sẽ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn bằng đồng nghĩa phu thê. Lễ ra mắt của hai em xin phép được khép lại tại đây. Giờ phút ở đây xin mời đôi vợ chồng trẻ cùng hai bên gia đình sẽ cùng về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Hãy cùng tiến chân đến từng bàn tiệc rượu để được cảm ơn tấm chân tình toàn thể quý vị cùng trở về đây chung vui với đại gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào kính mời. Rồi, quay được cười đâu, hảo xin mời, xin nhau.